anh ai sẽ nhớ thương thương nhá. Ồ, xin cái gì á? Tôi không thích, không thích. Ông có thuốc lào không? Thuốc lào hả? Vâng, thuốc lào đấy. Cậu con tuy ở đây lâu năm nhưng cậu con vẫn không quên được thuốc lào. Đúng rồi, ra quê hương mà ngài vẫn không quên được cái món đặc sản của dân tộc ấy, hay quý hóa quá. Có ngày này mà ngài ăn thế. Dạ xin, dạ để con mồi lửa cho cậu, dạ để cho nó lịch sự. Hút điều thuốc lào nâng cao.